Panenka là một kỹ thuật sút penalty được thực hiện lần đầu tiên bởi Panenka. Và cách đây mấy hôm thôi, Công Phượng có thực hiện động tác này trong một cái buổi tập của mình. Thì mình cùng xem lại Công Phượng tập thử nhé. Đây, anh ấy đang lấy đà này. Rồi, 3, 2, 1, tiến tới. Một cú đá Panenka vào chính giữa, thủ môn đã gãy. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ thuật sút Panenka. Và để thực hiện quả Panenka, chúng ta sẽ cần biết đến kỹ thuật. Trong kỹ thuật sút này thì chúng ta sẽ lấy đà rất là xa. Kỹ thuật sút Panenka tốt nhất là nên lấy đà xa. Khi mà mình lấy đà xa, thủ môn sẽ tưởng mình sút rất là mạnh. Nhưng ra là mình cho họ một cái kết quả ngược hẳn cái dự đoán của họ. Ok, lấy đà xa mà nhanh, tiến tới gần. Ok, kỹ thuật lúc này là đặt trụ thì chắc chắn là dùng ngang bóng như thế này rồi. Cách bóng khoảng 15cm đi. Nhưng khác cái điểm này là cái điểm tiếp xúc trên bóng, tiếp xúc điểm cuối cùng của bóng và bằng mu bàn chân. Sau khi tiếp xúc xong, anh em sẽ rê chân ra trước xíu, rê nhẹ ra xíu. Để chi? Bóng điểm tiếp xúc và điểm cuối cùng của bóng, bóng sẽ bay bổng nhẹ, rớt vào trung tâm thành. Nhưng cú sút rất là nhẹ nhàng, bóng bay nhiễu. Mà đấy là kỹ thuật thôi, nó cũng khá cơ bản và dễ dàng. Nhưng mà những cú sút như vậy á, thì nếu như mà thủ môn đoán đúng hướng bay của quả Panenka của mình á, là coi như là mình không thể nào, là coi như là mình sút hỏng hoàn toàn luôn. Thì nên thành ra đối với quả Panenka, cái việc kỹ thuật á, là chỉ là một phần nhỏ thôi. Quan trọng là cái tinh thần và bản lĩnh của mình khi mà đá qua phạt đền rất là phải là cực kỳ lớn và cực kỳ dữ dội thì anh em mới có thể dám sút quả Panenka trong penalty trong một trận đấu. Thì cái quả sút Panenka của Công Phượng là trong một buổi tập thôi, nó không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng mà cũng là cái cách để Công Phượng luyện cái tâm lý của mình. Thì như anh em thấy Antonis Panenka thực hiện trong trận chung kết Euro, rồi Zinedine Zidane cũng thực hiện trong trận chung kết Pháp gặp Ý, anh ấy hạ Buffon đó nha. Thì ngoài ra Pirlo còn thực hiện nó khi đối mặt với Joe Hart nữa. Đối với cái kỹ thuật Panenka này sử dụng là khi nào? Khi ta gặp một thủ môn loại là đang khiêu khích mình. Joe Hart là cái gì? Thì nhảy trái phải. Thì đối với một cầu thủ mình thấy thủ môn hay sàn vậy là biết là chắc là anh ấy thích bắt bên trái, thích bắt bên phải. Thì mình lấy đà tới nhưng mà tới cùng mình đá ở giữa, thủ môn sẽ gãy hoàn toàn. Một kiểu Panenka nữa thì cũng giống như Hazard với Neymar, là những cải tiến sau này của Panenka, là đoán nhìn thủ môn đổ trụ. Ví dụ như mình tiến gần tới quả bóng, mình thì tập trung rồi nhìn quả bóng, nhưng mà cái giác quan của mình vẫn phân biệt coi là thủ môn đang làm gì. Thủ môn đổ trụ bên trái, Panenka, và hướng bên phải. Thủ môn đổ trụ bên phải, Panenka, ngược lại bên trái. Panenka không nhất thiết là phải đá ở giữa đâu, bóng có thể bay nhiều rớt xuống, bay nhẹ thôi, nhưng mà không nhất thiết là phải đá ở giữa, có thể đá bên trái bên phải cũng được. Trước đây mình cũng có gặp trường hợp mình lẽ ra mình nên thực hiện Panenka lúc đó, tức là mình đối đầu với Tấn Trường, mình sút 5 quả thì 4 quả mình sút một góc một. Thì Tấn Trường lúc này trong đầu là sẽ nghĩ là anh ấy sẽ bắt cái góc mình 4 quả liên tiếp và cuối cùng mình sẽ sút góc đó. Anh ấy có thể nghĩ là trong đầu đó, hoặc là cái cuối cùng là anh ấy có thể nghĩ là mình sẽ đá ngược lại. Nhưng mà theo mình chính xác nhất, lúc trong cái tình huống mà thi vua phạt đền đó, mình đá bên trang ở chính giữa thì chắc chắn là mình sẽ chiến thắng Tấn Trường. Đó là cái chia sẻ của mình thôi. Còn về anh em á, thì cuối cùng thì Panenka vẫn là một cái kỹ thuật mà đòi hỏi tinh thần thép. Anh em phải là gọi như ý chí sắt đá, rồi đối đầu với thủ môn phải là hiểu thủ môn đó là ai, nó muốn gì ở mình. Thường là những thủ môn mà thường hay khiêu khích mình là hay thích bắt bên trái bên phải, sử dụng Panenka đối với nó ngay chút đó rất là dễ chiến thắng. Và nó không phải đơn giản giống như là anh em đá đại xong đâu, nó là cả một sự tập luyện và nghiên cứu đối thủ. Hãy nghiên cứu coi là thủ môn người ta có phải là dân thích nhảy hai cánh hay không,
chứ còn nếu như có một lần đó là Bùi Tiến Dũng sút bàn kia, Tiến Dũng bắt gọn nhẹ. Tại bản chất của Bùi Tiến Dũng là đợi bóng bay rồi anh ấy mới nhảy theo, nên thành ra khi mà người ta vừa đá bàn kia thì Bùi Tiến Dũng đứng nhìn banh bay tới chụp thôi. Ok, thì đó là cái kỹ thuật cách sút và những cái chia sẻ về kỹ thuật sút bàn kia vừa rồi. Rồi thì mình chỉ chia sẻ một số quan điểm của mình và cái kỹ thuật Banca trong trận đấu. Nếu anh em biết thấy video clip này hay thì hãy chia sẻ video clip nha. Đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Sẽ còn nhiều kỹ thuật bóng đá khác rất là hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.